rất nhiều bà con điện về hỏi Tuấn là cái bệnh đốm trắng đó là có cứu hay chữa trị gì được không, hay diệt khuẩn được không, thì Tuấn xin trả lời thì cái bệnh này với bà con diệt khuẩn là không ăn thua, đặc biệt là đối với ao công nghiệp là hình như chưa có cách mà chữa trị, thì cứ phát hiện sớm giờ mình bắt sớm để tránh lỗ thôi. Nhiều khi là nó đùa nhau là dùng BKC, tức là mình bắt khẩn cấp, là cũng như là mình sử dụng nước đá mình trị, tức là mình bắt tôm sớm đó, thì cho thấy là cái là tác hại to lớn của cái bệnh này đối với cái nghề nuôi tôm của mình. Còn riêng đối với cái ao quảng canh đó là mình có thể cứu được nếu mình phát hiện sớm là con tôm á là nó còn xanh, chứ đừng có để cho con tôm mà nó bị mất gan chống ruột rồi, tức là nó lên đốm gõ rồi, thì lúc đó là con bự nó sẽ chết hết, là con bự nó sẽ chết trước đó. Rồi quan trọng nhất là mình làm sao là nó là không có bị lỗ cho mình thiệt hại nhiều, cũng như là mình tránh lây lan bầy kế tiếp, cũng như tránh lây lan cái bầy cua của mình, thì nó hỗ trợ xử lý là cứu được rất là nhiều bầy tôm nếu bà con phát hiện sớm, tức là trong khoảng một ngày đầu, đừng có để mà nó lên đốm rồi nó là bỏ thân, cũng như là nó mất gan rồi chống ruột, đó là hết cứu. Nếu mà tôm càng xanh là tính cứu được, thì Tuấn xin chia sẻ lại một vài trường hợp là bà con theo dõi để bà con mình nắm bắt, có gì thì bà con liên hệ về Tuấn tư vấn hỗ trợ cho mình. Nó bị bệnh đốm trắng nha, nó chết nha này, nó cũng không biết nguyên nhân sao, nó xong bơm nước vô rồi tự nhiên nó phát lên, nó bị bệnh nên nó chết ha. Mình bơm nước vô khoảng mấy ngày nó bị anh? 3 ngày. Dạ. Anh có điện cho em xuống hỗ trợ đó, em là chỗ bên Giang, hơn chỗ anh Tuấn xuống hỗ trợ anh kiểm tra xác định khí độc thì nó rất là nhẹ, khí độc này không ảnh hưởng như tôm, nhưng mà cái là cái mình bơm nước vô là nó đang bị gọi là sốc nhiệt, cho nên bữa nay em sẽ hỗ trợ anh vấn đề kiểm tra môi trường và xác định nguyên nhân. Nên là lúc trước thì anh có xài men thuốc gì không anh? Không, hồi đó giờ thì ít có xài lắm, có xài có một số thuốc mình mua ở thị trường thôi, chứ con không có đó giờ chưa có xài tới thuốc này. Anh ai nghe mà anh em nó giới thiệu đó rồi mình cũng xài thử chỗ bên chỗ bên đây gì? Chỗ Giang à? Chỗ Giang hỗ trợ. Tôm này là bị đốm trắng nặng luôn, trường xác định nguyên nhân để hướng xử lý cho anh chị. Kiểm tra nhìn sạch đó. Chợ xử lý đốm trắng. Đặt luôn quế anh. Luôn quế lâu dính xuống. Chị bò bắt lên tôm kiểm tra lại tôm bữa tôm bị bệnh đốm trắng này nó hết rồi đó, kiểm tra lại. Cua nữa kìa. Em ơi, em ơi, lấy cái dây ra chốt của 2 lăng cua nè. Nó không điều anh Giang. Tôm á. Cái gì à? Còn mới lắm nữa. Cái gì có cái những con mà nó chọi ra thẻ, bây giờ nó như mình nuôi thẻ với sú là con thẻ nó bươi thức ăn dữ lắm. Anh coi con tôm đây, chọn lấy cái xô cái gì đổ luôn. Đây là con tôm bữa hôm mà cái ao này bị đốm trắng mà nó đã hết rồi nè con. Đẹp không? Cái này nhìn thấy trắng đẹp. Gặp gỡ cho anh Công bữa hổm tôm là bị bệnh đốm trắng đó, bữa nay đã hết, mình lên kiểm tra tôm lại, kiểm tra con tôm bữa hổm nó bị đốm trắng này là nó hết rồi. Chào bà con, hôm nay cùng gặp gỡ anh Công là vừa qua thì được biết là anh Công đã xử lý hết 2 cái ao bị bệnh đốm trắng. Hôm nay nhờ anh Công chia sẻ lại cái quá trình mà mình xử lý cái bệnh đốm trắng đó là thành công đó, là nhờ anh Công chia sẻ lại cho mọi người được biết. Thì hôm rồi 2 ao của em bị đốm trắng đó, rồi em có liên hệ chỗ anh Giang á, kỹ thuật đó, anh lên hỗ trợ là anh kêu xử lý là thằng dôi đá với nói chung là xử lý kích lọt trước, kích lọt dạ đúng rồi, cho nó kích lọt bỏ cái lớp vỏ đó đó, nó bị cái lớp vỏ đó rồi xong á, nó lọt rồi mới đánh lại thằng ganh lia diệt khuẩn nó, người nó để tái phát lại rồi xong xuôi á, em mới đánh lại cái xử lý lại cái môi trường cho nó ổn định cho sạch sẽ lại, con tôm nó phục hồi. Là em được biết là anh đánh giá rất là cao cái xử lý cái men gốc 3979 và gói gồm 3979 là anh thấy là
nó rất là hiệu quả. Nãy em nói là nó hiệu quả đúng không? Đúng đúng, cái đó em công nhận. Nếu như mà đánh cộng hai thằng đó đánh lại với nhau á là hiệu quả là nếu một mình lên thằng còn diêm á thì nó khoảng 80% thôi, chứ cộng hai thằng lại là đảm bảo là 100% luôn. Ừ đúng rồi, thì anh đã cảm nhận được là anh thấy như hai ao á mà anh đánh á thì anh có chia ra, ví dụ như là cái ao kia anh không có đánh men gốc với gù diêm và cái ao này anh đánh gù diêm không, thì anh thấy là cái hiệu quả nó nếu có gù diêm không nó 80% à. Dạ đúng rồi, tại vì nó xử lý nói chung là hiệu quả nhưng mà nó không bằng cái thằng men gốc cộng vô nữa. À, nó mới phát huy được 100% ha. Phát huy được 100%. Vừa qua là em thấy con tôm đốm trắng mình nó bị đốm trắng như cũng như là nó đốm trắng mới phát hiện là chỉ là mới phát hiện thôi. Đó là anh đã điện báo về cho em thì em có viết ra cái quy trình cho anh là để làm, nói chung là làm cái quy trình mà chữa bị đốm trắng á là khi phát hiện ra là phải từ cái khâu mà mình kích lọt cho đến cái khâu xử lý ganh lia rồi đến gây làm cho môi trường mới lại, làm để cho con tôm mình nó bình thường trở lại. Đúng rồi. Ừ. Lúc đó thì anh Công thấy là khi mình phát hiện ra con tôm đó là mình mới phát hiện ra. Dạ đúng rồi, lúc đó mới phát hiện là anh điện cho anh Giang liền. Ừ. Tại vì con tôm đốm trắng này em có tìm hiểu là nó bị bệnh rồi từ từ nó sẽ lây lan rồi nó chết. Ừ. Nên em phát hiện là anh điện em xử lý liền, tại vì trên mạng đó nó cũng có chỉ là mình cũng xử lý qua được. Ừ. Chứ nếu gặp chị thì không có. Ừ. Mà đợt này là xử lý là chuyên mãn luôn hết. Dạ luôn luôn, hết 100%, tôm lớn lên được, phát triển mạnh luôn. Ngó thấy luôn á. Bữa nay là cái tôm da quá siêu 39 mình anh thả bữa nay là nó bao nhiêu ngày rồi? Bữa nay nó tầm 2 tháng 20 ngày rồi. À, bữa nay về sai nhiêu con ký rồi? Dạ sáng em bán thì 28 con, còn cái lô, cái miếng vuông kia em đặt trước thì 24 con rồi. Ồ, nó đạt đầu con anh? Cũng tương đối khoảng 60-70%. Ok luôn. Dạ. Vậy là vừa đặt đầu con mà vừa sai lớn luôn, mà kiểm tra thì thấy mồi nó nhiều không? Còn mồi nhiều không? Còn anh, tại vì em mà đánh hàng tuần không cho rớt mồi. Rớt mồi khỏi khó gây lại. Đúng rồi. Cái gốc nó mắc thì nó khó gây lại luôn. Đúng rồi. Em cỡ nào cũng tranh thủ phải đánh cho nó nhịp đều ở trên, đừng cho nó có mồi lúc nào cũng xuyên suốt cả. Trong vòng bà con ở đây người ta nuôi ở đây người ta thấy không xài men so với mình xài men nó khác biệt gì không anh? Khác anh. Khác ở chỗ là cái tháng mùa này là bây giờ là đa số người ta là bị hành thân với đốm trắng là chết dữ trời. Chết đỏ rầm, tôm mà chết như thế chết đỏ rầm. Với cái nữa là cái đáy mương không sạch, đó, đa số tôm chậm đớn nữa. Rồi nó nghẹt con si thì tháng này nghẹt con si lum, còn vuông em đặt lú bỏ sáng đêm dở bình thường. Không nghẹt không nhỉ. Cái còn là mấy vuông kia bệnh bàn đều búng dở lú lên là búng giật. Còn mấy miếng mà không có xử lý, không xài ba cái men này thì nhặt một xíu trơn. Nằm giọng đây là bơm nước ra hết. Dạ bơm trơn, mới bơm ra khơi, vuông này mới bơm ra khơi hết, mấy mới lấy lại cải tạo lại mãi giờ. Nước đỏ rồi, tôi hỏi thăm rồi cũng thả đại thôi. Em cũng nói sao mà không mua men gì cả, nói chung người ta không quan tâm tới, người ta cũng nói lơ thôi mà. Nói chung là giờ thời tiết nó khắc nghiệt lắm nên phải với môi trường ô nhiễm á, mình phải có men thuốc xử lý. Thì làm gì cũng vậy, phải đầu tư và nó mới mang lại cái hiệu quả được. Chứ mình giao cho ông trời không thì nó cũng không có được thu về lợi nhuận, mà như cái vụ đó mình bỏ được cái vụ đó mình không có được thu nhập gì luôn. Thì nó rất là tiếc. Thì em nói anh Giang hồi lúc xưa thì nuôi tôm á thì nó dễ. Chứ bây giờ nuôi tôm khó lắm, không đầu tư thuốc men rồi không chăm sóc nó thì giao cho trời không thì chắc ông trời để lại chắc không có đường ăn nổi. Thì anh sắp tới anh cũng vẫn đồng hành với công ty tiếp và vẫn xử lý tiếp mô men và làm theo quy trình tiếp đúng không? Dạ đúng rồi, làm nói chung em làm có hiệu quả thì em cứ đeo hoài chứ đâu có bỏ được. Thì với mình sẽ xong một cái vụ đó mình làm hiệu quả, mình sẽ có cái kinh nghiệm để mình làm cái vụ tới nữa. Nó mình được cái một cái bài học kinh nghiệm đúc kết từ từ đó. Đúng rồi, một vụ thì này chúng thì mình đúc kết vụ sau nữa. Ok, cảm ơn anh chia sẻ nha.